Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam đệ trình hồ sơ thèm lục địa mở rộng ở Biển Đông, Trung Quốc phản đối. Ngày 19 tháng 7, VOA tiếng Việt loan tin, Trung Quốc phản đối đệ trình của Việt Nam với Liên Hiệp Quốc về thèm lục địa mở rộng ở Biển Đông. Theo đó, Trung Quốc ngày 18 tháng 7 đã lên tiếng kiên quyết phản đối việc Việt Nam đệ trình lên Ủy ban ranh giới thèm lục địa Liên Hiệp Quốc về hồ sơ thèm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam tại khu vực giữa Biển Đông. VOA dẫn phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến khi trả lời câu hỏi của Tân Hoa Xã ngày 18 tháng 7 cho rằng Việt Nam đơn phương trình lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên Hợp Quốc hồ sơ về ranh giới thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông. Ông Lâm nói rằng tuyên bố của Việt Nam xâm phạm chủ quyền lãnh thổ cũng như quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc, vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm hiến chương Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi kiên quyết phản đối và đã có những phản đối nghiêm túc đối với Việt Nam ông Lâm nhấn mạnh. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA cho biết, trước đó trong cùng ngày 18 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố Việt Nam đã nộp hồ sơ với Liên Hiệp Quốc để khẳng định về ranh giới thêm lục địa mở rộng ở Biển Đông, một tháng sau khi nước láng giềng Philippines trong cùng khu vực có động thái tương tự. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng đất nước này cũng đã gửi công hàm tới Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc để nêu rõ quan điểm của Việt Nam về đệ trình tương tự của Philippines được nộp vào tháng trước. Việt Nam một lần nữa khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm. Về phía Trung Quốc, ông Lâm của Bộ Ngoại giao Trung Quốc viện dẫn quy tắc tố tụng của Ủy ban ranh giới thềm lục địa liên hiệp quốc và nói rằng các đại trình sẽ không được xem xét khi đang có tranh chấp. Có nghĩa là Ủy ban ranh giới thềm lục địa liên hiệp quốc sẽ không xem xét hoặc đánh giá các đại trình liên quan của Việt Nam và Philippines về việc phân định này những đệ trình như vậy không có bất kỳ tác dụng thực tế nào mà sẽ chỉ làm nổi bật những khác biệt và làm trầm trọng thêm những xích mích. Điều này sẽ không giúp giải quyết các tranh chấp, ông Lâm nói. Ông nói thêm rằng Trung Quốc sẽ vẫn cam kết giải quyết thỏa đáng các tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại và tham vấn với các bên liên quan. Và đây là hình lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, người có những chính sách ngoại giao cứng rắn. Theo quan sát của VOA, Việt Nam chưa có phản ứng về những phát biểu của ông Lâm bên phía Trung Quốc. Ngày 18 tháng 7, VOA Tiếng Việt cũng đã loan tin Việt Nam nộp hồ sơ với Liên Hiệp Quốc để khẳng định về thêm lục địa mở rộng ở Biển Đông. VOA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng việc nộp đệ trình ranh giới thêm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý hiện tại là để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên phù hợp với luật quốc tế về hàng hải. Tuyên bố cho biết thêm, đây là lần đệ trình thứ ba của Việt Nam. Trước đây là một đệ trình liên quan đến khu vực Bắc Biển Đông, và một đệ trình chung với Malaysia về phần phía nam của khu vực vào năm 2009. Theo VOA, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm cả các vùng mà Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Nhiều vùng trên tuyến đường thủy chiến lược này, nơi lượng vận tải thương mại trị giá 3.000 tỷ đô la, đi qua hàng năm, được cho là có trữ lượng dầu khí dồi dào cũng như có nhiều cá. Không chỉ tuyên bố xuân, những năm qua, Trung Quốc đã có rất nhiều hành động thô bạo và liên tục xâm phạm chủ quyền của các nước trong khu vực nhằm khẳng định lập trường của họ bất chấp luật pháp quốc tế. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam đệ trình hồ sơ thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông, Trung Quốc phản đối. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thông tin về việc lo hậu sự cho Nguyễn Phú Trọng Ngày 18 tháng 7, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề hay Ngày 15 tháng 7, Thiếu tướng Lê Hữu Sông, Giám đốc Bệnh viện 108, Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương và các bác sĩ Trung Quốc cùng hội chẩn và kết luận Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chết não. Ông Lê Hữu Sông đến số 05 Thiền Quang, nơi bà Ngô Thị Mận, vợ ông Nguyễn Phú Trọng cư trú. Ông Sông thông báo cho gia đình chuẩn bị tinh thần, xác định việc lo hậu sự cho ông Trọng. Dự kiến của nhà nước là muốn chọn đỉnh núi Thạch Bàn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc làm nơi an táng cho ông Nguyễn Phú Trọng, tức Tam Đảo còn được gọi là Ba Gò hay tên gọi khác Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa. Nếu những ngày thời tiết đẹp đứng trên đỉnh núi này, có thể nhìn thấy rõ toàn bộ nội thành Hà Nội. Và đây là hình tổng trọng trong lần xuất hiện cuối cùng trước truyền thông. Nhưng bà Ngô Thị Mận và con gái đầu Nguyễn Kim Ngọc từ chối và muốn đưa bố về xã Đông Hội, huyện Đông Anh chôn cất, bà nói. Khi khỏe, ông nhà tôi nói làm quan chức nhà nào to, dành ở, khi chết còn dành đất của dân, để xây lăng mộ, đời sau con cháu nó nguyền rủa. Bà nói thêm, sống đừng để phải xót xa, ân hận, về với các bụi lại càng phải giản dị và khiêm tốn. Chúng ta biết khu mộ cố chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, rộng khoảng 55.000 m2, tức là 5 hecta rưỡi, khoảng 15 mẫu bắc bộ với gần 7.000 cây xanh các loại. Theo nhận định của các bác sĩ tại bệnh viện 108, thì khả năng tiếp tục sống thực vật của ông Nguyễn Phú Trọng rất thấp. Sau khi ông Trọng chết, ai sẽ thay ông ta? 70% người dân Việt sẽ nghĩ ông Tô Lâm và 30% phán đoán ông Phạm Minh Chính. Sự thật là dân Việt Nam không có quyền thích hay ghét lãnh đạo, họ chỉ có quyền chấp nhận và khen tốt. Bên cạnh nguồn tin của thời báo .d, cũng trong ngày 18 tháng 7, BBC Tiếng Việt nêu vấn đề tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yếu đến mức nào mà Chủ tịch nước Tô Lâm phải điều hành đảng. BBC cho biết một số nguồn tin giấu tên từ Hà Nội tiết lộ với họ rằng ông Trọng đã rơi vào hôn mê sâu từ chiều hôm qua ngày 17 tháng 7. BBC lưu ý rằng ông Trọng đã vắng mặt gần một tháng nay. Lần cuối ông xuất hiện trước công chúng là vào ngày 20 tháng 6 khi tiếp Tổng thống Nga Putin đến Hà Nội. Nhưng bất chấp những đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông Trọng, báo chí Việt Nam vẫn im lặng trong khoảng thời gian qua. Và đây là hình Chủ tịch nước Tô Lâm người được chỉ định làm thay vai trò của tổng bí thư bbc dẫn thông báo của bộ chính trị theo đó tổng bí thư nguyễn phú trọng đã không còn điều hành các hoạt động của đảng thay vào đó là chủ tịch nước tô lâm và nhận định thông báo chính thức của đảng về tình hình sức khỏe của tổng bí thư là một hành động hiếm hoi vì vậy có thể thấy ông trọng đang trong tình trạng nguy kịch bbc phân tích thêm tính nghiêm trọng của vấn đề được thể hiện qua thông báo nêu trên cùng với lời kêu gọi toàn đảng, toàn dân và toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng. Về việc chọn người điều hành thay thế, một nguồn thảo tin nói với BBC rằng trước khi hôm mai sau vào chiều ngày 17 tháng 7, thì tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chọn ông Tô Lâm là người điều hành. Sau đó, bộ chính trị đã thống nhất. Theo nguồn tin này, tổng trọng tin tưởng giao quyền điều hành cho chủ tịch nước Tô Lâm vì ông Tô Lâm đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đốt lò chống tham nhũng của mình. Ngoài ra, BBC đánh giá một động thái khác khiến giới quan sát càng tin chắc rằng tổng bí thư đang trong tình trạng nguy kịch, đó là việc ông được tặng huân chương sao vàng, bởi theo thông lệ, huân chương này thường là để thưởng cho những cá nhân đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc đã qua đời. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Thông tin về việc lo hậu sự cho Nguyễn Phú Trọng Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.